Bún Ngan Nhàn nổi tiếng Hà Nội bị tố chửi khách, một suất không bán, đốt vía, bà chủ quán nói gì? Mới đây, bà chủ quán Bún Ngan Nhàn nổi tiếng tại Hà Nội đã bị một thực khách tố chửi khách thậm tệ. Người này cho biết sẽ không bao giờ quay lại quán vì cảm thấy thật sự tổn thương. Cụ thể, thực khách này cho hay, vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 13 tháng 3, người này đến quán, ngồi chờ sẵn ở phía ngoài nhưng chưa đến giờ mở cửa. Một số khách hàng trước đó đã rời đi vì không thể kiên nhẫn chờ đợi. Đến khoảng 10 giờ 10 phút, bà chủ đi xuống, nói với khách hàng, thôi về đi, ở đây một suất không làm đâu, tôi còn phải lên hàng bồ, chưa bán đâu. Sau khi thực khách trả lời, cháu ngồi đợi cũng được, bà chủ gắt lên, đã bảo không bán đâu, đi về đi, nhìn mặt đã thấy hãm rồi, đấy là sáng còn đốt vía rồi đấy. Sau khi nghe câu trả lời của bà chủ, vị khách cho biết, tôi hơi sững người lại, nhưng cô vẫn tiếp tục chửi bới, quá sức chịu đựng, tôi đứng lên đi về. Khi tôi dắt xe, cô vẫn tiếp tục bảo đốt vía. Trước những lời tố trên, vào chiều ngày 13 tháng 3, bà chủ quán tên Nhàn cho biết do có lịch đi chùa nên hôm nay bán ít hàng, mở cửa lúc hơn 10 giờ. Bà khẳng định không dùng từ ngữ kém lịch sự để nói chuyện với khách. Được biết, quán Bún Ngan Nhàn nhiều lần bị tố chửi khách, có thái độ phục vụ kém lịch sự và từng bị chính quyền đến nhắc nhở về văn hóa bán hàng. Trên mạng xã hội, nhiều người gán cho quán cái mác quán bún chửi nổi tiếng nhất Hà Nội để dễ dàng nhận diện. Tuy nhiên, có những người đến quán Ngan Nhàn khẳng định họ sẽ không bao giờ trở lại, lý do là bởi việc ăn uống quá vất vả vì phải tự gửi xe, trả tiền trước khi ăn, phải mua thêm đồ uống chấp nhận mức giá cao nhưng lại phải chờ đợi, không được tiếp đón chu đáo. Còn các bạn thì sao? Các bạn có quan điểm như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé!